Chủ nhật ngày mùng 5, tức là đã là ngày 11 tháng 12 âm lịch. Vậy còn 11, 30, còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết rồi. Vậy chà, còn Lazada xem có chương trình gì không. Mẹ ơi, xanh đỏ, tím vàng, đủ các kiểu luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog, và mình là Văn Hóng Lazada. Và như vậy chỉ còn 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu vào dịp Tết âm lịch năm 2020. Và trong video ngày nay chúng ta hãy cùng lướt trên Lazada xem ở cái dịp Tết này thì chúng ta nên mua sắm những món gì nhé. Mình có nhận được thư của team Lazada Affiliate thì ngày hôm nay chương trình nó tên là Tết Là Lá là kích Tết về nhà của Lazada. Sẽ có rất nhiều các cái deal hấp dẫn, các thương hiệu từ mỹ phẩm điện tử mẹ và bé, và giúp cho cái này nó liên quan đến team Affiliate rồi. Team chiến dịch ngày hạn, chúng ta xem là có chương trình gì nhá. Deal 8, team may mắn hết với 888k. Voucher 09 12 6 20. Nó giảm giá này các anh em này. Wow, đi may mắn cho bạn này. Dưới này vẫn còn thêm này. Nhiều thứ vậy. Dụng cụ mở hộp 88.000. Đồng hồ 83.000. Tất cả cái đống đinh này thì là dưới 88k hết anh em ạ. 88k hoặc là dưới 88k. Nhưng mà sao trên vẫn lòi ra một số các cái sản phẩm 188k này này. Và trong cái đợt này thì Lazada có gửi cho mình một cái voucher để giúp các bạn có thể mua sắm được. Cho anh em có thể sử dụng ở đây, đó chính là đây. Anh em nhìn thấy ở trên màn hình như này. Đây, anh em có thể sử dụng cái voucher này nhá. Voucher này thì có thể được sử dụng bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 1 đến hết ngày 12 tháng 1 cho đơn hàng 99k, và khi các bạn áp dụng cái mã là 20k nhanh tay này, các bạn sẽ được giảm đến 20.000 đồng. Với điều kiện là các bạn nhớ phải bấm vào cái link của mình nhé. Link của voucher này thì mình sẽ để ở dưới video các bạn. Đây chính là cái link này, ở phần mô tả video sẽ có, các bạn bấm vào để get link nha. Ok, ngoài ra có một số cái thông tin nữa về cái chương trình của Affiliate, con này mình sẽ không điểm qua. Và bây giờ chúng ta lướt ở trên Lazada xem có những cái chương trình gì, deal gì các bạn nên mua vào dịp Tết này. Mình đã có mặt ở trên Lazada rồi. Như vậy thì Tết Là Lá thì cũng có cái hai cái event lớn, đó chính là về cái mã giảm giá 20k cho đơn 99k, và ngoài ra thì có chương trình deal 88k. Ở đây thì mình thấy ở ngoài trang chủ Lazada có một số các cái chương trình nữa, như là ví mỏng Tết dày, thử xem cái chương trình này nó có cái gì nào. Ví mỏng Tết dày tiết kiệm đến 82%, voucher 88k. Thử xem cái chương trình này có cái gì nào. Đó, cái voucher này. Voucher 88.000 cho đơn 800.000. Voucher 880.000 cho đơn 6 củ 8. Voucher 900 cho đơn 7 củ. Nghe cũng phải khá là xa nhỉ. 7 củ, nó hơn, voucher này nó gần 10%. Free ship 50k cho đơn 200k anh ạ. Nhưng mà với điều kiện muốn free ship, anh em phải ghét được cái voucher này. Cái này hết rồi. Rồi, hàng thương hiệu sale nửa giá. Nói chung là Tết thì chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều nhất là cái sản phẩm nhu yếu phẩm, bánh mứt kẹo, đồ ăn thức uống, nước giải khát, đồ trang trí. Cà phê, bột cacao này. Đậu xanh 500g 14.000, vui rẻ này. Ở ngoài như bán 20.000 ba lạng. Đây rẻ. Nhân hạt sa chi bơ, bánh này, trà rum các thứ. Rồi, chuột game minh 151.000. Tết sắm con chuột này mà chơi Tết cũng oách phết ấy. Rồi, bộ vắt vít 528.000 của Boss Girl. Củ sạc Bacius 118.000. Hình như mình cũng có một cái củ sạc này của Bacius trước là Lazada có tặng này. Một bộ chuyển đổi USB Type-C. Cái này như cho MacBook sao anh em ạ. Dây lưới có 95.000. Rồi, Tết mà cầm con vắt đôi này đi chiến kinh phết đấy. Giày trắng mình, giày trắng đi thì hơi bẩn. Rồi, đi may mắn dưới 188k. Tất cả cái đống này thì là dưới 188k nha anh em. Bánh bơ cốt dừa 65.000. Bánh thôi. Đây, cái áo này cho các cháu có thể đi chơi chúc Tết này, có 160 thôi, khá là rẻ. Để cho bé gái nha anh em. Mua sắm cho con bé ở nhà đi cũng được phết đấy. Rồi, bộ body suit này, bộ này như kiểu không mặc quần. Có mặc quần anh ạ. Nhìn hơi mờ một chút. Bánh cozy, cái này mình mua thì cái bánh này làm quà biếu cho bố mẹ nếu mà đi làm xa về. Tiếp theo là một cái bánh nữa của Pháp, có rẻ hơn anh em ạ. Cái này có 77.000 thôi, mua hôm này rẻ này. Cà phê làm quà biếu này. Rồi, bánh quy bơ. Dưới này thì là một số các hàng thời trang để cho các anh chị em có thể diện Tết súng xính lúng liếng đi chúc Tết. Rồi, tiếp theo là free ship cả ngày cả ga. Cái đống này chắc được free ship này anh em này. Rồi, cái đống này chắc là được free ship anh em ơi. Đó, mình có thể hốt cái về. Cái đống này thì các bạn mua sẽ không mất phí vận chuyển.
sạc dự phòng A18 này. Cái này cái gì đây? Đèn hắt tranh. Đèn hắt tranh cái này chắc là dùng để trang trí anh em ạ. Mình treo cái ảnh mà Tết mình có sắm con đèn này thì nhà cũng lung linh phết. Và là hơi nước để có thể là súng xính quần áo đi. Tết mà quần áo nhiều nhĩnh thì chúc Tết ai. Nói chung là Lazada ghét những cái đơn hàng này, mình nghĩ rằng rất là phù hợp, mình có thể mua sắm sửa cho Tết. Áo thun body 39, uầy, quần áo ngon là rẻ kinh luôn. Dép quái đúc 50.000, uầy, dép này chát đấy, 50.000. Nhưng mà Tết ai đi đôi này đi chúc Tết nhỉ. Rồi, hạt nêm Marcel rau củ. Đó, rồi tiếp theo là dưới này chúng ta sẽ có một đống các deal càng mua càng giảm nữa. Đầu tiên là máy mài Makita. Con này sao lại chạy điện 21V? À, đây là máy mài pin em ạ. Đó, cái này không cắm, không cần cắm điện mà chúng ta sẽ dùng pin rồi. Một củ rưỡi. Rồi, chuột M910. Cái này cái gì đây? Máy khoan bê tông 1 củ 7. Wow, hộp đựng gì đây? Có mấy cái sản phẩm mình lạ lắm anh ạ. Một cân cà phê, một cân cà phê 0.1. Wow, bộ vòi sen. Nói chung là Tết rồi, nhà 8 ai hỏng cũng tranh thủ mà sửa. Tuyên lứt 168 là mấy gì vậy? Mấy này mình không biết là mấy gì luôn anh em ạ. Ui trời ơi, quần sót cả kỳ. Dưới này thì sẽ có một số hình Express Fishing. Express Fishing này có vẻ là giao hàng hỏa tốc không nhỉ anh em nhỉ? Mình đâu, mình không biết cái thuật ngữ này. Express Fishing chắc là giao hàng nhanh đó. Cái gì mà giống cái mì cay của Hàn Quốc vậy? Này cái gì đấy? Không thấy ghi luôn. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 5 cái hỏa là cái gì? Không hiểu lắm. Có 4 mình hỏa. Cái gì nhỉ? Trời ơi, tôi không biết đây là cái gì luôn không ạ. Rồi, ưu đãi dành riêng cho bạn. Dưới này thì toàn hàng công nghệ thôi. Chắc là đúng dành riêng cho mình thật. Rồi, điện thoại Vivo Y12 2 củ 6. Wow, con này pin quá khủng luôn anh ạ. Pin 5.000 mAh nhưng mà RAM thì có 3GB thôi. Mình không biết con này dùng con chip gì. Đây thì không thấy ghi. Rồi, Honor 10 Lite 2 củ 6 cũng 3GB 32GB. Ủa, con này thì hơi tiếc là dùng chip Kirin 710. Kirin có vẻ là hơi thọt so với Snapdragon. Rồi, độc quyền Lazada, đây là pin sạc dự phòng Xiaomi Redmi các bạn. Redmi nó là phải sạc dự phòng đúng không ạ? Xiaomi chắc chắn là sạc dự phòng rồi, nhưng mà Xiaomi Redmi là lần đầu tiên mình nghe. Sạc dự phòng của Xiaomi mình toàn đến Xiaomi Gen thôi. Điện thoại Oppo A7 741. Con này củi nhỉ? 3 củ 1 mà dùng có Snap 450. Không thể là ăn được con V Smart Line. Con V Smart Line nó đã dùng chip 675 rồi. Cái này thọt làm sao mà đánh được. Đây là pin gì đây? Pin mini anh em ạ. Cái mini này mình nhớ mình không lầm thì mình đã từng làm cái sản phẩm của mini rồi. Có một đợt sale như là sale tháng 7 hay sao, Lazada có gửi tặng một cái sản phẩm của mini, như là đó là cái tai nghe Bluetooth. Tai nghe Bluetooth. Rồi, tiếp theo dưới này còn rất nhiều các ngành hàng nữa này. Gì đây? Sao ô tô Energy à? Đây là Oppo A5 hay củ 9. Đây này, cái này của hãng Energizer này, họ cũng là một sản phẩm phòng. Con này 3 củ 3 379 này. Nhưng mà nó dung lượng khá là thấp, chỉ có 10.000 mAh thôi. Nhưng mà đấy, Energizer là một tên tuổi rất lớn, khi họ là một nhãn hàng sản xuất pin cực kỳ nổi tiếng. Đến đây chúng ta sẽ có một con đốc không dây. Cái này sản phẩm lạ mình chưa được dùng bao giờ. Oppo A9 5 củ. Chát vậy. Đến đây còn nhiều ngành hàng nữa này. Sao đây mình thấy nhiều nhỉ? Cái này mít là dép này. Ôi trời ơi, nhiều thứ phết này. Đi này đi Tết này giá nó cũng sẽ tốt hơn chút. Ủa, cái này ngoài các ông bán 20.000. Và trên này bán có 3.500. Chứ mình đi hỗ trợ Tết thì cái này bán các ông bán này toàn 15. Có thể 15, 10.000 cái, 15.000 một đôi thôi. Đấy bán 3.500. Quá rẻ. Cũng khoan này. Ôi chà, nhiều thứ lắm anh ạ. Cái này thì là cái đồ dùng mà cho các bé thôi. Quần áo giày dép, nói chung nó cũng rất là nhiều deal. Bạn nào mà chưa có ý định mua gì thì có thể như mình, chúng ta cứ gọi là lướt dạo. Có thể là các bạn chưa hình dung trong đầu mình cần một cái sản phẩm gì, các bạn có thể lướt này, xem cái nào hay thì các bạn có thể bắt đầu. Mình có cái kia rồi, tại mình tôi đang thích cái như là cái kẻ mắt trước này, mình có thể search cho cái nào rẻ các bạn mua. Có rất nhiều cái ngành hàng mới luôn này. Ôi trời ơi, cái chân trống đây này, ông này lại bán 9.400, ông kia bán 3.500. Đồ nhiều thứ thế, ôi trời ơi. Tai nghe nhét một bên. Cái này toàn thêm mỹ phẩm son phấn cho chị em thôi. Cái này thì mình cũng cần thiết, mình sẽ lướt qua. À gì đã, hết rồi anh ạ. Như vậy thì tổng một số các cái deal giống 188k. Ta sẽ đến với chương trình tiếp theo. Đó, chương trình đầu tiên đó chính là phí mỏng Tết rơi. Chương trình thứ hai là nhận voucher 200k, nhưng mà cái này đối với thẻ Citibank các bạn. Cái này mình không dùng cho mình cũng sẽ bỏ qua. Sendo 8k này. Rồi, xem thử chương trình Sendo 8k. Cái chương trình Sendo 8k là chính là cái chương trình mà lúc nãy team Lazada Affiliate có gửi. Các bạn hãy chú ý cái khung giờ này để mình có thể vào săn được những cái voucher nhá. 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 16 giờ và 20 giờ. Đó. Duyên dáng xuân thì tất nhiên là toàn quần áo giày dép, mỹ phẩm, đồ trang sức thôi. Team 8k bắt đầu vào khung giờ trưa anh em ạ.
8k mà cái đống này thì nó sẽ về là 8k nhá. Đấy, chỉ có rình rình vào 12 giờ ấy, buổi dầm trưa trưa nghỉ trưa ấy. Và đây hốt mang về sắm lọc đầy năm luôn. Rồi, ở dưới này thì có một số các cái top đi bán chạy. Ủa, cái này, ui cái tàn đồ cho con gái rồi. Diên sáng sân thì ồ. Có cả một cái mục riêng cho các chị em này phóng thời trang. Ui giời, hoặc là ông nào mua tặng gấu nịnh gấu nghiêu mua một đin về tặng được. Snaker này. À, đầm nữa này. Ui nội y. Bảo đồng giá là 8k, dưới đống này thì là đống 88-188k. Cứ ý tố mắc cái này đâu. Quần dây bướm. Ông nào đặt cái tên buồn cười ấy. Quần dây bướm lọt nghe, ôi vãi chưa. Dưới này còn nữa nha. Đàn dây đây. Dây đế xuồng các thứ này à. Ôi cái mục này mình sẽ đảo nhanh qua. Tại vì mình rồi sẽ chắc là Tết mình ít khi sắm sửa vì quần áo lắm, chủ yếu là ăn là chính thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với Tết này có gì. Đây là toàn nhãn hàng về sữa thôi. Sữa này thì mình có thể mua để làm quà biếu cho các cụ lớn tuổi, hoặc là mua để cho con. Bạn nào lập gia đình rồi, có cháu nhỏ thì sữa thì có lẽ quá cần thiết rồi. Có người già cũng dùng sữa, mà trẻ nhỏ cũng dùng sữa. Đó. Pediasure đây, ui. Sữa thì đắt lắm cậu bạn. Trước tôi có đảo qua ngành sữa tôi xem một chút. Tán đấy rất là chát luôn, tán 800 nghìn. Kiếm được một sữa cho con cũng khó phết đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Nào, chúng ta xem có chương trình gì nữa. Rồi, cái này là về Hatit, là về biển. Chắc là mình cũng sẽ không xem cái này. Đi may mắn này, Tết xinh đẹp. Có vẻ như cũng có ít chương trình lắm anh em ạ. Có mỗi cái đinh sang 88k thôi. Ở dưới này là flash sale này. Ngày hôm nay thì mình có cả flash sale về Xiaomi Mi 9T Pro 8.9 triệu. Wow. Xiaomi Redmi Note 7. Ủa, hôm nay toàn thấy sale về cái điện thoại nhỉ. Mi Pad này. Con Mi Pad này cũng ngon này. Wow. Rồi. Như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta vừa điểm qua một chút các thông tin về Lazada sale Tết. Rồi, có một cái mã giảm giá riêng 20k cho đơn hàng 99k thì mình đã chia sẻ ở đầu video rồi. Các bạn có thể sử dụng, và lưu ý là muốn sử dụng cái mã đấy thì các bạn phải dùng trên app nha các bạn. Bấm vào cái link mình để phần mô tả là các bạn sẽ get được cái voucher đấy 20k đó, mình có thể sử dụng để mua các đơn 99k và kết hợp với các chương trình miễn phí vận chuyển nữa trên này. Chúc các bạn có một cái dịp mà sale Tết mình có thể sắm sửa được những cái món đồ rẻ phục vụ nhu cầu của bản thân và sắm Tết cho gia đình. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và xin chúc mừng năm mới.